Thưa quý vị, một bảo tàng tư nhân trưng bày những cổ vật được vớt từ lòng sông Hương do một phụ nữ đã cất công sưu tập suốt 40 năm qua, thu hút sự tò mò của rất nhiều người dân và du khách khi đến Huế. Bảo tàng này được đặt trong không gian của ngôi nhà vườn cổ kính, nhìn ra sông Hương, số 120 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, thành phố Huế. Bảo tàng gốm cổ sông Hương là bảo tàng duy nhất trên cả nước trưng bày gốm được tìm thấy từ các dòng sông của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và đây là bảo tàng ngoài công lập thứ 3 ở tỉnh Thừa Thiên Huế và thứ 55 ở Việt Nam. Bảo tàng gốm cổ sông Hương tiền thân là không gian trưng bày gốm cổ sông Hương do giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan và anh trai giải công gần 40 năm sưu tầm, cất giữ và có cả những cổ vật của cố nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan. Hiện nay, bảo tàng có hơn 5.000 hiện vật, trong đó phần lớn là gốm cổ được vớt từ dưới lòng sông Hương, có nhiều niên đại từ gốm Tràm, gốm Sa Huỳnh, Tiền Sử, Sơ Sử, Lê Sơ và cả những hiện vật gốm từng được sản xuất tại làng cổ Phước Đích, Mỹ Xuyên. Thời điểm mà chúng tôi bắt gặp những cái hiện vật này ấy, thì lại là vào khoảng thập niên 80, nghĩa là cách đây gần 40 năm, chúng tôi khám phá ra gốm được vớt từ sông Hương có một cái màu sắc rất là đặc biệt và những cái hình dạng có thể nói là dù nó cũ nhưng mà nó rất là hiện đại và nó khác hẳn với các cái loài gốm khác, cũng như là những cái loài đồ sành, đồ sứ khác. Trưng bày nhiều nhất tại bảo tàng là các vật dụng dùng trong đời sống hàng ngày như lu, hũ, bình, chén, bát bồng, bình vôi làm bằng các chất liệu khác nhau như đất nung, sành, gốm men. Niên đại của các hiện vật trong bảo tàng kéo dài từ thế kỷ 5 trước công nguyên đến thế kỷ 20, trong đó các hiện vật gốm, sành thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18 chiếm số lượng nhiều nhất, là sản phẩm của các làng nghề gốm cổ truyền Phước Đích và Mỹ Xuyên. Theo giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan, hàng ngàn hiện vật gốm sứ vớt từ dòng sông Hương đã tạo nên hình hài phản chiếu được lịch sử của vùng đất. Những hiện vật ấy sẽ tự thân kể câu chuyện về nó, giúp chúng ta hiểu hơn giá trị văn hóa, lịch sử vùng đất cố đô. Những hiện vật được vớt ở sông Hương dường như khác xa so với những hiện vật được vớt lên từ những địa điểm khác trên đất Việt và thế giới. Những khám phá mới và những cái câu chuyện của các hiện vật nằm ở trong lòng sông đó cho chúng ta một cổ tích khác, một cổ tích về lịch sử, ngay cả rong rêu đóng ở trên, in khắc dấu ở trên các hiện vật cũng cho ta thấy một câu chuyện khác về thiên nhiên và con người, và nhất là cái môi trường mà con người sống trong đó. Thời gian tới, bảo tàng sẽ sử dụng những công nghệ trưng bày thuyết minh hiện đại nhất như thuyết minh tự động, sử dụng QR code, bảo tàng ảo để du khách có thể tự trải nghiệm, tự tìm hiểu những câu chuyện của các cổ vật đại diện cho những lớp trầm tích đáy sông. Đây cũng là cách để những người xây dựng bảo tàng gốm cổ sông Hương đưa những hiện vật mà mình đang có ra giới thiệu với thế giới trên nền tảng số.